Nhưng mà ngược lại đó chúng ta thấy được là giá cả tăng trong vòng 25 ngày qua Một trong những cái tài liệu chúng ta thường hay nhìn Đó chính là tài liệu liên quan tới quỹ đầu tư Grayscale Và đặc biệt là tài liệu liên quan tới Grayscale Premium Có nghĩa là cái số trên lệch giữa cái cổ phần của GBTC và giá Bitcoin thì bây giờ vẫn là cái số âm các bạn được là bây giờ vẫn là trừ 10,46% phần trăm đã tốt hơn như là cái thời điểm ngày 13 tháng 5 Lúc đó là trừ 21,23% có nghĩa là bây giờ giá của GBTC đó nói một cách đơn giản là khác biệt so với giá của Bitcoin đó là âm 10,46% nghĩa là mua cổ phần GBTC rẻ hơn là mua Bitcoin cho những người nào mà có thể mua thường những thứ giới đầu tư để mà thu mua GBTC tại vì những quý đầu tư đó bây giờ họ không thể trực tiếp lưu trữ Bitcoin tại vì sao? Tại vì luật Hoa Kỳ vẫn chưa có cho phép một Bitcoin ETF thì những quỹ đầu tư đó họ sẽ đi thu mua GBTC và bây giờ đó các bạn thấy được là cái phần trăm trên lệch vẫn là số âm tuy là giá cả tăng nhưng mà phần trăm trên lệch vẫn là số âm đây cũng là một trong những cái dấu hiệu cho thấy được là chúng ta vẫn chưa có thấy những nhà đầu tư lớn nhiều tổ chức đầu tư hơn đó thấy được tương lai của Bitcoin và họ mạnh dạng thu mua GBTC tại vì nếu như mà họ tin tưởng thì GBTC này đó giá bây giờ rẻ hơn Bitcoin nhưng mà chúng ta vẫn không có cái sự thua mạnh chúng ta có những cái công ty lớn À, như là công ty của ARK Invest các bạn thực là quỹ đầu tư ARK Invest thu mua rất nhiều GBTC gần đây nhưng mà dấu hiệu là vẫn như hiệu âm có nghĩa là chúng ta vẫn chưa thấy là những cái tổ chức đầu tư ảo ạt đổ vào để mà thu mua GBTC nhưng mà chúng ta cần phải nhìn tổng quát hơn một trong những điều rất là quan trọng đó không có gì khác hơn đó là cái thông điệp bây giờ bây giờ đó thị trường muốn cho các bạn thấy một thông điệp gì và cái thông điệp đó đó cái câu chuyện đó là được dẫn bởi những cái đài truyền thông lớn giống như là các bạn đó là những người mà đầu tư trong thị trường này thì các bạn đã quen xem những cái YouTube uh, chuyên về crypto, các bạn cũng đã quen đọc những tin tức đến từ những trang liên quan đến crypto, các bạn là một trong những người hiểu về thị trường này nhiều hơn là những người thông thường rất là nhiều. Những người thông thường nó họ vẫn tiếp tục xem những đài truyền hình như là CNBC, như là Fox Business, vân vân. Đây là những cái đài mà rất nhiều những nhà đầu tư xem hàng ngày, họ không khó lên trên YouTube và tìm kiếm những cái video chuyên về crypto. Cho nên những cái thông tin mà các bạn nghĩ là họ biết nhưng mà thật ra họ không có biết tại vì họ không có theo dõi thị trường này sát như là các bạn thì cái điều mình không muốn chia sẻ ở đây đó đó chính là cái thông điệp ở trên đài truyền hình lớn nó rất là quan trọng và gần đây cái thông điệp đó đó không phải là cái thông điệp là nhìn về bitcoin đi bitcoin từ 65 000 xuống chỉ còn có 30 000 là một cái thị trường mà dao động rất mạnh là một thị trường mà không phù hợp với nhiều đầu tư vân vân họ không có còn chọc quê bitcoin nữa mà những cái người mà được mời đến để mà nói về Bitcoin, phỏng vấn như Bitcoin đó là những người mà họ đã biết là có cái xu hướng là chấp nhận Bitcoin, cái xu hướng là đang đầu tư Bitcoin và đó là những cái người mà được mời lên như là Kevin và Larry chúng ta cũng đã nói tới họ mời lên cái người mà trong cái phim The Wolf of Wall Street đó, Jordan Belfort hay là họ uh, mời những người như là Anthony Saramucci, một trong những cái người mà dẫn đầu những công ty đầu tư về Bitcoin. Đương nhiên, đây những người mà lên đây thì sẽ nói tốt về Bitcoin. Đây là cái thông điệp mà chúng ta thấy hàng ngày ở trên CNBC, càng ngày đó cái thông điệp ở trên CNBC là không phải là nên tránh xa Bitcoin ra Mà cái thông điệp bây giờ đó là Bitcoin là một cái gì đó đang tiến triển và sẽ là một phần của thị trường tài chính. Tuy là cái giá cả vẫn uh, di chuyển mạnh nhưng mà thích Bitcoin đã có mặt và Bitcoin sẽ tiếp tục ở lại đây. Thì uh, một trong những người mà trước đây không thích Bitcoin đó, đó chính là Kevin O'Leary. Nhưng mà thật ra mà nói thường nghĩ là Kevin O'Leary trước đây nó không thích Bitcoin tại vì vẫn tiếp tục thu mua. Nhưng mà gần đây đó Kevin O'Leary đã là một trong những người mà rất là thích Bitcoin, rất là thích Ethereum và Kevin O'Leary đó đã chấp nhận để mà làm đại sứ cho sàn FTX và một phần của cái tiền mà ông ta nhận được đó, từ sàn FTX để mà đứng ra làm người đại diện, làm đại sứ đó là sẽ được trả bằng crypto và chúng ta thấy được là Kevin O'Leary là một những người rất nổi tiếng, là một trong những người mà có rất nhiều tiền và là một trong những cái Shark được, được ưa chuộng trên cái chương trình Shark Tank của Hoa Kỳ. Nhiều bạn mà xem chương trình Shark Tank của Hoa Kỳ tôi biết là Kevin O'Leary được biết tới một cái tên gọi là Mr. Wonderful thì đây là một trong những người mà bây giờ đã thường xuyên lên trên nhiều đài truyền khác nhau để mà nói về Bitcoin và cái thông điệp của Kevin O'Leary đó rất là quan trọng đó chính là cái sự gia động giá nó thực sự là không quan trọng khi mà Kevin O'Leary nói chuyện với những nhà đầu tư lớn đó những công ty đầu tư thì cái việc Bitcoin gia động giá nó không phải là chuyện mà họ quan tâm cái mà họ quan tâm đó chính là liên quan tới pháp lý lý do tại sao mà nhiều công ty bây giờ họ vẫn tiếp tục ngồi chờ mà không có thẳng tay để mà thu mua crypto hay là tham gia vào thị trường này, không phải là họ sợ giá cả lên xuống. Những công ty này đó họ đã quen với giá cả lên xuống mạnh rồi. Nhưng những công ty mà đầu tư trong cái ngành công nghệ đó, nếu chúng ta nhìn vào trước đây đó, chúng ta nhìn vào Amazon đi thì các bạn thấy được là bây giờ thì cổ phiếu Amazon chúng ta thấy được là lên xuống đó là cũng phù hợp với những cái công ty lớn liên quan đến công nghệ nhưng mà cách đây nhiều năm, cách đây 20 năm cổ phiếu của Amazon lên xuống rất là nhiều Nhiều khi đó cổ phiếu của Amazon có thể xuống tới 50-60% luôn Thì những công ty đó họ đã quen khi mà họ đầu tư nhiều những công ty công nghệ đó Thì đương nhiên cái sự do động giá sẽ rất là nhiều Cho nên họ không có sợ cái sự do động giá mà cái mà họ cần bây giờ là luật pháp rõ ràng Và điều này vẫn đang tiến triển Các bạn thấy được là chúng ta nói tới luật Thì chúng ta phải nói tới cái dự luật mà à, vừa được thông qua ở Thượng viện cái dự luật liên quan tới cái gói hỗ trợ cơ sở hạ tầng thì dự luật đó có một phần liên quan tới thuế crypto mà thường đã chia sẻ rất chi tiết trong nhiều video với các bạn thì điều tốt ở đây đó là chúng ta bây giờ thấy được quốc hội đang rất quan tâm đến việc là ra lực để mà quản lý cái thị trường này và thật ra mà nói chúng ta thấy được là trên thế giới đâu có bao nhiêu quốc gia không thích bịt đâu các bạn thấy được là những quốc gia lớn đều chấp nhận thậm chí bây giờ ở trung quốc các bạn thấy là không cấm bịt khôi chỉ là không cho sàn gì vận động không có cho một số nơi đào bitcoin mà thôi nhưng mà người dân trung quốc vẫn tiếp tục có thể lưu trữ bitcoin điều này hoàn toàn không có cấm thì luật lợi sẽ có và đây là một trong những trọng tâm của năm nay hy vọng chúng ta có những cái luật rõ ràng hơn liên quan tới quản lý truyền này như thế nào tại vì một trong những cái điều mà làm nhiều công ty lo ngại đó chính là cái trách nhiệm của họ khi mà họ thu mua bitcoin khi mà họ bán bitcoin cho khách hàng đó trách nhiệm họ là gì thay thuế như thế nào và họ cần phải cung cấp những thông tin nào liên quan tới thuế. Nói tới đây đó thì một trong những người ở cục thuế đó bây giờ vẫn chưa phải là cái tin tức chính thức nhưng mà về cái việc là cái định nghĩa nhà môi giới thì cục thuế đã nói là họ sẽ có định nghĩa riêng của họ cho nên cũng đừng quan tâm quá nhiều đến với những gì được nói tới trong cái dự luật của quốc hội họ sẽ có cái định nghĩa riêng và những người mà không có thuộc định nghĩa đó thì cũng không cần quan tâm, tại vì họ sẽ không có bắt những người như là à, những công ty, những cái hội đào phải khai thuế cho những cái dịch vụ mà được thông qua cái nơi đào của họ. thì đây là Kevin O'Reilly, chúng ta cũng sẽ nói tới là Anthony Salamucci cũng có những thông tin tương tự và bây giờ cái thông điệp vẫn là như vậy, vẫn là bịch khôi là cái gì đó chỉ mới bắt đầu mà thôi. đây là một cái cơ hội cho nhiều người nếu như mà tin tưởng và có tầm nhìn lâu dài. Thì đây là cái thông điệp mà hầu như được chia sẻ hàng ngày ở trên CNBC Rất là quan trọng Các bạn thấy được là bây giờ là cái thông điệp mà nhiều đài truyền hình muốn mang đến cho người xem Không phải như trước đây đó, mỗi lần mà giá đi xuống thì người ta cứ ngồi đó mà cười à, Hay là khi mà giá đi lên thì mọi người đều nói đây là một bong bóng Hầu như không nghe nói tới nữa Và một điều đặc biệt ở đây đó, hầu như cái câu chuyện liên quan tới Bitcoin Đào tốn nhiều năng lượng và năng lượng dơ quá nhiều Hầu như cũng đã từ từ tan biến đi cho nên nhìn về cái sự việc này đó chúng ta nhìn xa hơn thì bây giờ thông điệp đến từ những cái đài truyền thông liên quan tới Bitcoin và crypto rất là tốt và không những gì chúng ta được là càng ngày chúng ta lại càng nghe nói nhiều thông tin là những ngân hàng lớn đó tham gia vào thị trường này thì chúng ta thấy được là đây là cái thống kê mới nhất à, được chia sẻ bởi công ty Block Data thì công ty Block Data nói đó là họ đã phỏng vấn 100 ngân hàng lớn thì trong 100 ngân hàng lớn đó, đó ít nhất đã có nhiều ngân hàng đầu tư vào tổng cộng là 19 công ty liên quan tới công nghệ blockchain. Trong đây chúng ta có ngân hàng Barclays, chúng ta có ngân hàng Citigroup, chúng ta có ngân hàng Goldman Sachs, chúng ta có ngân hàng JP Morgan và chúng ta có ngân hàng BNP Paribas. Thì đây những ngân hàng mà đầu tư tổng cộng là vô tới 19 công ty liên quan tới blockchain. Thì kế tiếp nữa các bạn thấy được là 23 trong 100 ngân hàng này đó là đang hay là đã có những cái dịch vụ trực tiếp liên quan đến crypto một là họ lưu trữ crypto dùm cho khách hàng hai là họ cho khách hàng của họ đầu tư vào crypto vân vân thì cái bạn được là ngân hàng đó bây giờ đã thẳng tiến vào trong thị trường này rồi tại sao mà họ lại tham gia thị trường này có phải là họ thức dậy rồi họ lại thấy được là thị trường này quá tốt đây là một cái kỹ nghệ mới mọi người cần phải tiếp cận được với thị trường tập trung không phải như vậy khi mà chúng ta nhìn lại đó thì đây là một điều mà những bà nào theo dõi thùng cáp đầu nhiều năm cũng đã biết là chuyện sớm muộn mà thôi năm 2018 đó sàn binance đã đưa ra cái thống kê là họ kiếm được lợi nhuận là 54 triệu nhiều hơn ngay cả ngân hàng Deutsche Bank thời điểm đó nhưng mà đặc biệt là sàn binance lúc đó chỉ có 200 nhân viên trong khi ngân hàng Deutsche Bank có tới 100.000 nhân viên mà cái thu nhập không bằng sàn binance gần đây hơn nữa là các bạn thấy được là Coinbase thì chỉ giá của Coinbase khi lên sàn chứng khoán đó còn cao hơn cả ngân hàng Goldman Sachs nhưng mà công ty Coinbase chỉ có 4% của nhân viên của Goldman Sachs mà thôi có thể nói được đây là một trong những cái nơi mà ngân hàng đã nhận ra được là cái lợi nhuận rất lớn lợi nhuận rất cao và không tốn nhiều nhân viên không tốn nhiều tài nguyên thứ nhì nữa là thường đã chia sẻ là khách hàng lúc nào cũng đòi hỏi là có thêm những cái cách để mà đầu tư vào Bitcoin đầu tư vào crypto thì những ngân hàng này họ có thể lựa chọn là không cung cấp đó là quyền của ngân hàng nhưng mà họ không cung cấp dịch vụ không có nghĩa là những cái khách hàng này họ sẽ nói là ok nếu gì thì tôi khỏi mua không phải những khách hàng này nếu họ đã muốn mua họ sẽ đi tìm những nơi khác mà cung cấp dịch vụ này và ngân hàng này không cung cấp sẽ có ngân hàng khác cung cấp thì họ sẽ mất khách hàng của họ và các bạn cũng đã biết là thường ngân hàng đó họ sẽ có nhiều dịch vụ cho một khách hàng có nghĩa là khách hàng đi từ này qua nơi kia đó thì họ không những là chỉ mất khách hàng đó về cái việc là họ không thể cung cấp dịch vụ mua bán crypto mà ngân hàng mới có thể là kéo họ qua đó rồi kéo luôn danh mục đầu tư của họ kéo luôn sổ tiết kiệm của họ qua ngân hàng mới cho nên đây là điều mà những ngân hàng họ cần phải nhanh chóng có những cái dịch vụ này để giữ chân được khách hàng của mình và thứ ba là trong năm 2020 năm ngoái đã có nhiều cái thông tin tốt rõ ràng hơn liên quan đến là những ngân hàng họ có thể là lấy chứng chỉ để có thể đưa dịch vụ là lưu trữ crypto cho khách hàng của họ thì đây cũng là một trong những cách mà có thể kiếm thêm lợi nhuận cho ngân hàng cho nên không lý do gì mà ngân hàng không ủng hộ hết trước đây thì vẫn chưa rõ ràng cho nên các bạn thấy được là ngày nào chúng ta cũng nghe nói tới ngân hàng này nó bịt coi là bong bóng ngân hàng kia nó bịt khôi nó là lừa đảo như là chi morgan vân vân đó là thời điểm năm 2018 năm 2019 nhưng mà trong thời điểm đó Thuần hoàn toàn có lòng tin là họ đã dùng thời gian đó thu mua Bitcoin, tìm hiểu Bitcoin Và bây giờ đã rõ ràng là họ đã kiếm được cách kiếm được lợi nhuận Cho nên bây giờ họ mới tham gia vào Nhưng mà dù sao đây nữa đây cũng là một cái bước tiến tới Khiến cho Bitcoin càng ngày là một phần vững chắc hơn Thì chúng ta thấy được là thông điệp tốt Càng ngày càng nhiều ngân hàng tham gia vào nền tảng của Bitcoin càng vững chắc hơn và không chỉ riêng là ở Hoa Kỳ các bạn thấy được chúng ta thấy ở nước Anh cũng vậy, chúng ta thấy ở nước Pháp cũng vậy và thông tin là tỷ phú người giàu thứ ba ở Mexico, Ricardo Salinas Pliego thì Ricardo đã, xác nhận là ngân hàng của ông đó chính là ngân hàng Banco Azteca của ông sẽ sớm chấp nhận Bitcoin và sẽ là ngân hàng đầu tiên tại Mexico hỗ trợ Bitcoin và bản thân Ricardo đã chuyển đổi 10% danh mục đầu tư của mình sang Bitcoin Một điều thường quên nói với các bạn đó là Kevin O'Leary cũng đã nói trên đài CNBC là bây giờ đó là 7% của danh mục đầu tư của ông đang nằm ở trong thị trường crypto này, trước đây chỉ 3% mà thôi, bây giờ là 7%. Và đương nhiên thông tin này đã khiến cho một người rất là không có vui, đó chính là Peter Ship. Peter Ship là một những người mà rất ghét thị trường này và cũng là một trong những người mà ủng hộ thị trường vàng. Chỉ đáng tiếc là vàng đã không có sự lợi nhuận như là nhiều người mong đợi mặc dù đây là một trong những cái thời điểm mà người ta nói là vàng rất tốt để có thể phát triển nhưng mà cuối cùng đã không phát triển như là mong đợi chúng ta thấy được là ngay cả quốc gia bây giờ cũng đang dấn thân vào thị trường này những quốc gia mà hoàn toàn ủng hộ như là các bạn thấy được là hoa kỳ thì đương nhiên là đang chuẩn bị ra luật ra luật có nghĩa là họ rất coi trọng thị trường này nếu không họ cũng không có rảnh với mà ra luật thì quá trường hoa kỳ ra chúng ta thấy được là những cái quốc gia ở châu phi những quốc gia ở Nam Mỹ như là El Salvador cũng đã công nhận Bitcoin là tiền tệ chính thức Thì chúng ta nói tới Argentina đi Thì tổng thống của Argentina đó chính là Alberto Fernandez Đã gợi ý là ông ta có thể chấp nhận ý tưởng tiền điện tử đóng một vai trò lớn hơn trong nền kinh tế của nước Argentina Thì trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng bởi Philo.News ngày hôm qua đó Có nghĩa là cách đây 2 ngày Thì Fernandez đã được hỏi là liệu ông có cân nhắc để mà sử dụng tiền kỹ thuật số quốc gia hay là thậm chí theo El Salvador và chấp nhận Bitcoin hay không là tiền hợp pháp thì uh, Fernandez nói là tôi không muốn đi quá xa nhưng mà không có lý do gì để nói không có lẽ đó là một con đường tốt nhưng mà các bạn cần phải hiểu là bản thân của Fernandez cũng có nhiều sự hoài nghi về Bitcoin và lời nói của tổng thống Argentina nên được so sánh với cái lời nói của ngân hàng trung ương đầu tuần mới đây đó đầu tuần rồi đó thì chủ tịch ngân hàng trung ương của Argentina Miguel Pesce Ông đã nói là ông không tin Bitcoin là tài sản tài chính và không tạo ra bất kỳ lợi nhuận lâu dài nào. Cho nên, chúng ta cũng chưa có rõ Argentina, Bitcoin không sống với cái giai trò gì. Nhưng mà khác với El Salvador, nước Argentina đó là có đồng riêng của họ, thôi nhớ đồng Peso. Nước El Salvador đó dễ dàng hơn để chấp nhận Bitcoin là tiền hợp pháp tại vì nước El Salvador không có tiền pháp định của họ. Họ sử dụng đồng đô la, bây giờ có thêm Bitcoin, cho nên nó khác một chút. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là nhiều quốc gia bây giờ quan tâm đến Bitcoin chứ không phải là chỉ ngồi đó cười Bitcoin nữa mà bây giờ những quốc gia đã hiểu được là Bitcoin đóng vai trò như thế nào và ngay cả những công ty thì các bạn được là Jack Dorsey là CEO của công ty Twitter thì đây là một người mà rất ủng hộ Bitcoin thì nó nói là những cái danh mục Twitter đó những chương mục Twitter thì cần phải kết nối với lại mạng lưới Lightning Network thì Bitcoin là một phần rất quan trọng của công ty Twitter Các bạn thấy được là Jack Dorsey cũng đã nói rất rõ trong cái thống kê quý 2 với cổ đông Là trong tương lai Bitcoin sẽ là một phần rất lớn của Twitter Và đây là một cái thông tin khác này Thuận muốn chia sẻ với các bạn Thì Jack Dorsey cũng đã chia sẻ một cái thống kê Thống kê này đó là mỗi một quốc gia mà các bạn thấy trên màn hình đó, Như là Nigeria, Việt Nam, Philippines, Turkey, Peru, Switzerland India, nghĩa là Ấn Độ, Trung Quốc, Hoa Kỳ Đức và Nhật Bản đó thì mỗi quốc gia này họ phỏng vấn từ 1.000 đến 4.000 người trên mạng thì đây là câu trả lời của những người này và câu hỏi đó là bạn đã đầu tư vào crypto hay là đang đầu tư vào crypto chưa thì một trong những điều mà các bạn cần nên hiểu đó là những người mà họ phỏng vấn đó là phỏng vấn trên mạng thì đương nhiên là những người cho là cái số lượng người phỏng vấn đó đã là những người mà đã quen sử dụng mạng rồi thì có thể là cái thông tin này chúng ta cần phải trừ đi chưa hao đi một số phần tại vì có thể các bạn ra đường hỏi thì không phải như vậy giống như là các bạn thấy được là ở Nigeria thì nói là 32% của những người được phỏng vấn nói là đã hay là đang đầu tư vào crypto thì chúng ta thấy được là Việt Nam nó tới 21% có nghĩa là 2 trên 10 người đã nói là đã và đang đầu tư vào crypto thì nhiều người cho là chúng ta cần nên chia hai cái con số này thì nó hợp lý hơn Tại vì có thể là những người trên đường phố các bạn hỏi không có cái phần trăm cao như vậy Những người trên mạng thì có thể là phần trăm cao hơn Thì nếu như trừ hai đi nữa thì các bạn thực là Nigeria vẫn là 16% của dân ở nước Nigeria Nói là đã và đang đầu tư vào crypto Trong khi mà chúng ta nói tới Việt Nam nó có thể lên tới 10% nghĩa là 1 trên 10 người Điều này không biết có đúng hay không Các bạn cứ nghĩ tới bản thân của mình đi có phải là 1 trong 10 người các bạn biết Đã có một người là đang hay là đã đầu tư vào crypto hay không Philippines thì là 20% và kế đó là Turkey, Peru, Switzerland, Ấn Độ, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Đức và Nhật Bản thì các bạn được là cái số lượng người mà đã bắt đầu tư vào crypto ở Việt Nam nó còn nhiều hơn cả Hoa Kỳ. Thực không biết là có đáng tin cậy hay không nhưng mà cũng là một trong những thông tin mà được nói đến rất nhiều cho nên thường muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà những điều này thì cho chúng ta thấy được đó là nói tới tình hình bây giờ thì nó tóm tắt lại cái bạn thấy được là tình hình là chúng ta không thấy dấu hiệu là nhiều bitcoin đẩy lên trên sàn chúng ta không thấy dấu hiệu là bitcoin được bán bởi những thời đào và ngược lại chúng ta thấy được là cái thông điệp bây giờ rất thay đổi thay đổi rất tốt đối với thị trường này đó nghĩa là trên những đài truyền hình lớn đó, cái thông điệp là Bitcoin là một cái sự bùng nổ lớn là một cái gì đó cần phải quan tâm đến và tuy đề giá có dao động nhưng mà nó sẽ là một phần của thị trường tài chính tương lai đây là cái thông điệp được gửi đến cho nhiều nhà đầu tư đến từ CNBC đến từ Fox News vân vân thì thêm vào đó nữa là các bạn thấy được là cái sự hứng thú đến từ những nhà đầu tư lớn những tổ chức đầu tư họ tiếp tục là cung cấp thị trường này có thể là chúng ta không thấy cái dấu hiệu là thu mua nhưng mà họ dùng tiền để mà tham gia vào thị trường này nhiều cách khác nhau như là họ đầu tư vào những công ty trong thị trường này tôi sẽ chia sẻ thêm một số những thông tin liên quan tới những cái đợt kêu gọi vốn lớn gần đây thì tình hình về cái mặt căn bản đó vẫn rất là tốt đối với thuận nhưng mà về cái mặt giá cả đó thì nhiều người bây giờ đó có cái sự suy nghĩ như thế này một là chúng ta đang ở trong cái thời kỳ hoài nghi và hy vọng hoài nghi và hy vọng có nghĩa là chúng ta có những cảm giác như là cái lần này đó giá tăng không biết có thật sự là tăng hay không hay là uh, không biết là như thế nào hay là hy vọng có nghĩa là giá nó sẽ trên đường hồi phục lại và có thể trở nên cái đỉnh uh, cao mới và nhiều bạn thì có thể nghĩ là chúng ta đang có thể nằm trong cái thời điểm là kiêu căng có nghĩa là chúng ta nghĩ là chỉ điều chỉnh một chút mà thôi giá sẽ tiếp tục tăng có nghĩa là cái từ 65.000 về còn 30.000 đó nhiều người nghĩ là chúng ta sẽ tiếp tục thấy giá cả đi xuống tại vì chúng ta đang nằm trong cái thời kỳ kiêu căng thì các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới ở trên mạng đó thì nhiều người bây giờ đưa ra một cái mức giá là 50.000 đô nhiều người nói là nếu như Bitcoin đó thật sự là phá được 50.000 đô thì sẽ có nhiều người hơn 50.000 đô giống như là một cái mức gì đó mà nhiều người nghĩ là nếu như mà phá được thì sẽ cho thấy thật sự là cái sự tăng trưởng kế tiếp của Bitcoin và chúng ta sẽ sớm thấy được Bitcoin 100 ngàn đô nếu như chúng ta không phá được 50 ngàn đô mà đi ngược trở xuống đó thì người cho là đây có thể là một cái bẫy một cái bo trap mà chúng ta sẽ không thấy Bitcoin tiếp tục tăng trưởng và nhiều người muốn thường chia sẻ liên quan đến Golden Cross sắp sửa xảy ra thì chúng ta cũng nên nhớ là chúng ta có cái hiện tượng Death Cross ngày 19 tây tháng 6 như này giao các tử thần đó có nghĩa là cái đường trung bình giá 50 đi chợ xuống và cắt ngang qua cái đường trung bình giá dài hạn là 200 thì chúng ta được là hiện tượng đảo ngược sắp sẽ xuất hiện tại vì chúng ta được là cái đường màu xanh này đang xu hướng tăng trưởng nghĩa là cái đường trung bình giá 50 ngày sắp sửa đi trở lên và sẽ cắt ngang qua đường trung bình giá 200 ngày thì đây là hiện tượng bullish ngược với lại cái hiện tượng bearish của cái thời điểm ngày 19 tây tháng 6 Thu thì không có quan tâm nhiều về hiện tượng Golden Cross Nhưng mà nếu như mà Bitcoin thật sự qua được 50.000 đô và chúng ta thấy là hiện tượng golden cross xảy ra cái đường màu xanh này cắt ngang đường màu đỏ và xu hướng đi lên thì tôi nghĩ là thị trường nó sẽ có những cái đợt phong hồi rất là mạnh đây cũng là một trong những điều mà nhiều bạn muốn thường đề cập đến và đối với thuận đó thì thường đã chia sẻ với các bạn trước đây là có thể các bạn nghĩ là thuận quá bullish nhưng mà đọc các comment đây là cái tweet thường chia sẻ ngày 27 tây tháng 7 thì thường đã chia sẻ với các bạn cami của thuận là đọc các comment và lướt twitter Trường không thể không nghĩ đến khả năng là chúng ta đang ở dự hoài nghi và hy vọng hai tháng qua có nghĩa là ngày 27 tây tháng 7 đó là cách đây khoảng chừng là 18 ngày, 19 ngày thì cách đây 19 ngày trước khi mà tăng chứng mạnh đó thuần đã có suy nghĩ là chúng ta có thể thấy biểu đồ này reset lại và chúng ta đang giữ hoài nghi và hy vọng như là bản thân thần đương nhiên đây là ý nghĩa cá nhân mà thôi không phải là lời khuyên đầu tư Thuận thì vẫn lạc quan là chúng ta có thể có được bitcoin đạt mức cao mới và cái chu kỳ tăng giá này có thể vẫn chưa kết thúc đây là suy nghĩ cá nhân của thần mà thôi